Từ nơi tôi sinh ra là MV được ca sĩ Jack trình làng hôm 31 tháng 8 vừa qua để đánh dấu sự nghiệp âm nhạc. Chuyện sẽ chẳng có gì ồn ào nếu trong MV có sự xuất hiện của Messi trong khoảng chừng 3 giây. Theo sau là tin đều Jack chi 60 tỷ cho cuộc gặp siêu sao người Argentina. Kịch tính càng được đẩy lên cao trào khi doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường, người kết nối cho Jack gặp gỡ Messi, lên tiếng yêu cầu ca sĩ sinh năm 1997 này gỡ bỏ hình ảnh siêu sao người Argentina vì không hề có thỏa thuận sử dụng hình ảnh trong MV. Để hiểu rõ hơn vụ việc, có thể tóm tắt diễn tiến như sau. Tháng 5 năm 2023, doanh nhân Quốc Cường sang châu Âu với mục đích đi xem bán kết Champions League và sang Man City nâng cúp vô địch Premier League. Trong kế hoạch chuyến đi này, ông Cường có mục tiêu muốn gặp Messi và có liên hệ với những bạn bè của mình tại Pháp. Với 7 năm tu nghiệp tại Pháp, ông nhờ bạn bè thu xếp cuộc gặp này. Nhóm bạn của Cường khá thân với Mbappe và chính họ cũng chia sẻ, gặp Messi còn khó hơn gặp Tổng thống. Thông tin về việc có gặp được Messi hay không vẫn chưa được chắc chắn lắm, nhưng vẫn có hy vọng nên do đó, ông Cường quyết tâm đi châu Âu chuyến này. Ông Cường được biết Jack thích gặp Messi nên có nhã ý sẽ tạo cơ hội nếu được Messi đồng ý cho Jack đi cùng. Jack kéo quân sang Pháp nằm chờ trong khi ông Cường sang Anh và Ý. Kết quả là, cuối cùng cũng thu xếp được một buổi gặp ngắn chừng vài phút theo diện Messi gặp gỡ người hâm mộ tâm huyết của mình để chụp ảnh và ký áo đấu. Chuyến đi thành công hơn nữa khi chặng về, ông Cường còn thu xếp được cho Đỗ Kim Phúc gặp Cristiano Ronaldo. Về tới Việt Nam, Jack xin ông Cường được đăng tải hình ảnh trước. Ông Cường đồng ý dễ dàng vì bản thân nghĩ đến mục đích lâu dài của mình là sưu tầm những vật phẩm, các kỷ niệm với danh thủ thế giới và viết cuốn sách để chia sẻ về những ký ức ấy. Thực tế, ông Cường là tay sưu tầm bóng đá có hạng ở Việt Nam và vẫn hay tặng áo đấu có chữ ký những danh thủ như một món quà tạo cảm hứng cho những người Cường yêu mến như là các đối tác, các tuyển thủ Việt Nam hay các nghệ sĩ. Ngày 31 tháng 8, ca sĩ Jack tổ chức họp báo ra mắt MV. Tiếp đến, truyền thông đăng tải rầm rộ câu chuyện Jack gặp gỡ Messi. Có báo còn đưa tin Jack ăn tối với Messi. Thực tế là không hề có bữa ăn tối nào với Messi cả. Messi đi ăn tối với vợ chồng Verratti và như đã đề cập, Jack gặp Messi theo diện người hâm mộ gặp thần tượng trong phút chốc. Và cũng từ buổi họp báo này, trên mạng xã hội rộ tin Jack chi 60 tỷ để gặp Messi. Ngay lập tức, doanh nhân Quốc Cường liên hệ với Jack để yêu cầu đính chính thông tin vì thông tin trên gây ảnh hưởng đến uy tín của ông. Ngày 5 tháng 9, sau 4 ngày im thin thít, Jack mới lên tiếng trả lời về những tranh cãi xung quanh MV. Ca sĩ này cho biết, khi tin đồn này xuất hiện trên mạng xã hội, ban đầu ekip của tôi nghĩ đó là tin đồn vô thưởng vô phạt. Vì con số 60 tỷ là quá lớn, chắc chẳng có ai tin đâu. Nghệ sĩ hàng ngày phải đối mặt với quá nhiều tin đồn thất thiệt. Nếu cứ chạy theo để thanh minh thì tôi thấy không ổn. Tôi cũng không ngờ tin đồn này lại có khả năng lan rộng đến như vậy. Mọi người bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau. Ngay cả những người anh em đã hỗ trợ tôi đi gặp Messi cũng hiểu lầm bên Jack tung ra tin đồn này. Nhận thức mọi chuyện đi quá xa, đại diện pháp lý của tôi đã chính thức lên tiếng. Một lần nữa, tôi khẳng định team của Jack không tung ra tin đồn đó. Thông tin Jack chi 60 tỷ đồng để mời Messi xuất hiện trong sản phẩm là thông tin bịa đặt. Tới thời điểm này, tôi khẳng định cá nhân tôi đã phải chi một khoản kinh phí rất lớn cho những người kết nối giúp tôi được gặp Messi. Đây không phải là chuyến đi ké như mạng xã hội đang lan truyền. Chính vì những thông tin thất thiệt không ngừng lan tỏa, nên tôi đã buộc phải chia sẻ thông tin này. Về tranh cãi bản quyền hình ảnh Messi, Jack cho biết, thực sự tôi rất buồn vì những mục tiêu tốt đẹp ban đầu của mình đã bị bóp méo. Đối với tôi, video từ nơi tôi sinh ra có tính chất như một thước phim kỷ niệm, kể về hành trình của một cậu bé nuôi dưỡng ước mơ gặp thần tượng và đã nỗ lực biến ước mơ đó thành hiện thực. Vì tôi là người làm nhạc, nên tôi chọn hình thức kể lại câu chuyện đó bằng âm nhạc. Tôi sẽ không làm video này nếu không được sự cho phép từ ban đầu. Trong chuyến đi gặp Messi, tôi đã trao đổi và xin phép việc sử dụng hình ảnh. Phía Messi đồng ý với điều kiện mình không sử dụng hình ảnh Messi cho mục đích thương mại, chính trị hay là quốc gia. Tôi rất vui khi từ nơi tôi sinh ra lên top 1 trending vì có thể thông điệp và năng lượng tích cực mà tôi muốn lan tỏa đã được nhiều người đón nhận. Còn thước phim này có mang lại danh tiếng cho tôi hay không thì tôi khẳng định điều đó chưa bao giờ là mục đích của tôi và khi bắt tay vào xây dựng thước phim này, Messi là một người đã vượt qua rất nhiều khó khăn để thành công như bây giờ. Khi thành công, anh ấy đã lập quỹ Leo Messi để giúp đỡ những trẻ em khó khăn, nuôi dưỡng tình yêu bóng đá trong trái tim nhiều đứa trẻ. Tôi cũng từng là một đứa trẻ yêu bóng đá, thần tượng Messi. Anh ấy có ảnh hưởng rất lớn đến cá nhân tôi, nên ngay từ khi thực hiện video từ nơi tôi sinh ra,
tôi đã tâm niệm video này được làm để chia sẻ với cộng đồng, lan tỏa tới cộng đồng câu chuyện nuôi dưỡng ước mơ và quyết tâm thực hiện ước mơ đó. Tôi tin rằng Messi cũng ủng hộ lựa chọn này. Ngoài ra, Jack tuyên bố, về việc đề nghị xóa video từ nơi tôi sinh ra hoặc xóa những cảnh có Messi trong thước phim này, tôi xin trả lời rằng ông Quốc Anh không có thẩm quyền để quyết định. Nếu nhìn từ góc độ pháp lý, quả thực những người kết nối để Jack gặp Messi không có thẩm quyền quyết định việc xóa hình ảnh siêu sao người Argentina trong MV. Người có thẩm quyền là Messi, nhưng tất nhiên Messi sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến một vài giây xuất hiện trong một MV ở tận xứ Đông Nam Á. Ekip của Jack rất khôn ở chỗ đó. Jack cũng nói rằng Messi đồng ý để cho anh ta sử dụng hình ảnh của mình ngoại trừ mục đích thương mại, chính trị hay quốc gia. Đây là cách nói đánh lận con đèn. Messi đồng ý với tư cách một thần tượng đồng ý để người hâm mộ sử dụng hình ảnh một cách vô tư, không vụ lợi. Hoặc giả như có vụ lợi thì cũng chỉ mang tính lan tỏa tình yêu là chính. MV của Jack liệu chỉ để lan tỏa tình yêu và không vụ lợi như anh ta đã nói? Chẳng cần biết kênh YouTube của Jack đã bật kiếm tiền hay chưa. Chỉ cần traffic và sắp nhảy vọt thôi cũng đã đủ để ekip của anh ta đẩy giá quảng cáo lên cao. Thêm nữa, chi phí mà Jack bỏ ra cho cuộc gặp Messi hay rộng hơn là MV đầy tranh cãi này chắc chắn không hề nhỏ. Tuy không phải 60 tỷ như chính ông Quốc Cường xác nhận. Con số ấy là khổng lồ cho nhiều việc, nhưng việc được gặp Messi và đưa hình ảnh siêu sao người Argentina vào MV là vụ đầu tư hết sức tiềm năng. Hãy thử tìm hiểu xem các nhãn hàng quảng cáo phải chi bao nhiêu tiền mỗi năm cho Messi để anh xuất hiện trong các đoạn video quảng cáo. Số tiền Jack bỏ ra dù chỉ vài giây cho La Pulga xuất hiện trong MV của anh ta đơn giản vẫn là quá rẻ. Và quá ngô nghê để tin Jack làm MV này chỉ vì đam mê. Thế nên, các tin đồn như Jack ăn tối với Messi hay chi 60 tỷ để gặp Messi không đơn thuần là tin giả mà còn là tin đều, được tung ra nhằm mục đích thổi phồng tầm vóc vốn rất nhỏ bé của anh chàng ca sĩ này. Về mặt pháp lý, Jack cứ tuyên bố phủ nhận là xong, vì ít có ai truy nguyên được nguồn gốc tin đều ấy từ đâu mà ra. Tương tự như việc anh ta cứ bảo Messi cho phép dùng hình ảnh vậy. Vô thưởng, vô phạt, nhưng thu lợi cực lớn. Tất nhiên, khôn thôi đừng khôn quá. Bởi ngoài đời còn biết bao nhiêu người khôn hơn, khác chăng người ta khôn ngoan chứ không hề khôn lỏi. Cho hề của Jack có thể đem lại cho anh chàng ca sĩ này vài triệu view trên YouTube, nhưng sẽ mất hết uy tín trong mắt mọi người. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Những người như vậy rất khó tồn tại trong lòng người hâm mộ.